đi cứ đây thì hôm nay Vivo sẽ trở lại Power và những mẹo hay tiếp theo phần 2 nha mọi người. Nếu mà mọi người yêu thích series Power và những mẹo của Rico Watch thì nhớ đăng ký kênh và like cho Rico clip này nha. Cảm ơn mọi người. Và đầu tiên Rico sẽ giới thiệu cho mọi người cách để kiếm tiền cực kỳ nhanh trong Power. Là anh em chỉ cần kiếm được anh em nấu thành in góc và chế thành là nhiều đinh. Lưu ý là đinh nha, neo. Sau khi anh em đã có đinh thì anh em chỉ cần ra thương nhân và bán chúng thôi. Một in góc á, thì anh em sẽ bán được với giá là 20 vàng một cái. Nó rất là ít tiền và không được bao nhiêu hết. Nhưng mà một in góc anh em có thể sản xuất ra được hai cái đinh. Mà một cái đinh có giá tới 150 vàng, lời gấp gần 7.5 lần. Nhưng mà anh em lưu ý là một ao được hai đinh thì anh em lời được tới là 15 lần nha mọi người. Đó, đây là cách tăng tiền khá là nhanh. Và mẹo thứ hai ngày hôm nay á, đó là chính là chiếc tủ lạnh này. Anh em có thấy chiếc phụ tủ lạnh này trong Power khá là phế vật không? Là tại vì nó cần một con băng để mà liên tục làm lạnh. Nếu mà không làm lạnh thì nó sẽ bị hư. Đây là đồ ăn của tôi, mặc dù là đã có con băng làm lạnh nhưng mà nó vẫn bị hư. Và cách mà để thủ công mà anh em có thể hồi sinh những cái vật phẩm mà sắp hư á, là anh em chỉ cần bấm nút shop để sắp xếp lại. Là thời gian mà hư của nó sẽ trở lại, nó sẽ reset lại. Thế là đồ ăn của anh em sẽ không hư. Nhưng mà còn một cách nữa hay hơn là anh em không cần phải bấm gì cả. Anh em sẽ tạo một cái túi thức ăn vĩnh viễn. Đây, cách tạo túi thức ăn vĩnh viễn thì em đứng tại bay chỗ mà anh em muốn tạo túi. Anh em bấm FC, chọn Respawn. Thì lúc đó anh em sẽ rơi vào trạng thái sắp chết. Anh em nhấn giữ F cho tới khi nào mà em chết. Thì tại vị trí chết của anh em sẽ xuất hiện một cái túi. Và cái túi đó chính là túi thức ăn vĩnh cửu của chúng ta. Thức ăn ở trong túi này sẽ không hề bị spoil hay bị hư hoặc là giảm thời gian hư đồ của đồ ăn. Đây, anh em chỉ cần hồi sinh lại ngay tại bay và anh em chạy tới cái túi. Nhớ lượm lại pho đã mất nha mọi người. Đây, mọi người có thể xem xét bên trong cái túi là cái thời gian mà để thức ăn hư nó sẽ đứng luôn, nó không chạy nữa. Có nghĩa là anh em cứ giữ cái túi này, anh em chuyển hết đồ của mình về túi mình và anh em giữ đồ ăn trong đây thì nó sẽ không bao giờ hư và cũng không cần cái con mà để là làm lạnh tủ lạnh vĩnh viễn nữa. Đó, và đây là cách mà bảo quản đồ ăn tốt nhất mà đỡ tốn một slot store làm lạnh nha mọi người. Và khi mà anh em đi khám phá map á, thì khi mà thức ăn anh em mang theo mà gần hư á, thì anh em cũng làm theo cái cách tương tự như hồi nãy của tôi là bấm sót lại cái túi của thức ăn của anh em. Và sau khi bấm sót lại thì cái thời gian mà đồ ăn hư đã hồi lại như cũ. Có nghĩa là đồ ăn của anh em sẽ không bao giờ hư. Đây là cách mà để mang đồ ăn đi đường. Đây, và mẹo tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn anh em cách di chuyển đồ từ bay này qua bay kia một cách nhanh chóng nhất. Thì nếu mà anh em muốn di chuyển gỗ và đá từ bay này qua bay kia thì anh em chỉ cần là chọn cái gỗ và cái đá đó. Anh em mở cái túi, cái thùng gỗ và đá đó, anh em giữ chuột. Anh em lưu ý nha, giữ chuột và sau đó anh em sẽ bấm tab để mà tắt cái inventory này đi. Nhớ là anh em luôn giữ chuột trái nha, không được buông chuột trái ra. Thì lúc đó anh em bấm tab tắt inventory đi, anh em chỉ cần chạy ra cái thùng gần cái power box nhất. Đó, sau khi mà anh em chạy ra thùng gần power box nhất thì anh em sẽ đặt nó vô. Và tiếp theo là anh em cất cái đá này vào trong túi của anh em. Thì cái chỗ này gần bao bóc cho nên anh em chỉ cần bấm cho bao bóc và tele qua cái bay mà anh em muốn đặt đá và gỗ vô. Và sau khi tele về bay đặt đá và gỗ thì anh em lưu ý là xây một cái hòm gần cái bay đó, gần cái chỗ mà anh em vừa tele đó để mà anh em đặt đồ vô. Thì như vậy là cách nhanh nhất để mà anh em có thể di chuyển thật là nhiều gỗ đá mà không sợ bị đi chậm hoặc là bị lâu. Vẫn tiếp tục là mẹo xây nhà, khi anh em muốn xây một cái bay mới á, mà anh em lười kiếm đồ xây từ bay cũ qua hoặc là đồ quá rối anh em không thể nào kiếm được, thì anh em chỉ cần là đặt một cái đồ anh em muốn xây lên cái bay cũ lúc mà cái bay có đồ á, thì lúc đó anh em không xây mà anh em bấm C để cancel nó đi. Sau khi cancel thì đồ sẽ rơi vào túi anh em đúng như nguyên liệu mà anh em định xây cái vật phẩm đó. Ví dụ tôi xây một cái tượng, sau đó anh em đã có nguyên liệu trong túi rồi, anh em chỉ cần tele qua cái bay mới và anh em xây lại như cái đồ đó là được, không cần phải kiếm đồ từng hòm cho nó lâu. Tiếp theo là kỹ năng bị động của Paul. Thì anh em muốn có banh xanh lá từ con PC á, thì đây là bước mà để anh em có, là anh em chỉ cần up con PC nó lên khoảng tầm 3 sao. Khi mà anh em up lên 3 sao nó sẽ có tỷ lệ ra được banh xanh lá, có tỷ lệ thôi nha, không phải lúc nào nó cũng ra banh xanh lá nha.
Tương tự như vậy, nếu mà anh em up con Anubis lên 3 sao thì anh em cũng sẽ có kỹ năng bàn tay của nó lên level 4. Hoặc là anh em up con rồng lửa dung tay Ignis lên level 3 sao thì hoặc là 4 sao thì nó sẽ tăng cái khả năng khai linh của nó lên level 5. Và thế là clip hướng dẫn mẹo hay power của Riku Pack 2 thế là đến đây kết thúc. Anh em có yêu thích series của Riku thì nhớ cả like và đăng ký kênh cho Riku nhé. Ngoài ra là Riku còn biết mẹo nào hay nữa thì Riku sẽ ra vào trong clip sau nha mọi người. Tại vì game còn update rất là nhiều và dự tính là sau này nó sẽ còn nhiều content hơn nữa. Thì mình cùng đón chờ xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.